Rồi, qua ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video hôm nay. Hôm nay Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem một số tác phẩm cây bonsai tại vườn của anh Nhân, có địa chỉ là An Nhơn, Bình Định. Thì vẫn tiếp tục anh cũng có chia sẻ cũng như sưu tầm một số tác phẩm bonsai để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem, cùng ngắm và giao lưu. Chào anh. Chào anh Phúc. Chào anh em cây cảnh. Hôm nay mình cũng lên một cái list cây. Cũng rất mong anh em cái gì ủng hộ mình. Trời, mời. Đây là một cây Hải Châu nha. Hải Châu. Đế của nó là 89. Hoành 89. Tác phẩm Hải Châu của gì? Còn yêu là 33. 33. Đó, đây 33. Cũng có một số cành nhánh chi tán bên trên rồi quý vị. Cao là 54. Cao 54. Tán là 85. Tán 85 được một cốt quý vị. Cốt còn khéo. Trái nó còn. Cành siêu trái. Cũng còn một ít trái. Thú. Cốt nó vặn, nó bò khéo cốt. Rồi, mình có chia sẻ giá không? Cái này có nhiều gọi trên số điện thoại của mình. Rồi, anh chị em mình có yêu thích cái tác phẩm một cây Hải Châu này thì liên hệ bên Nhân. Tiếp là một cây tùng Đài Loan nha. Tùng Đài Loan. Chừng đế ở dưới là 65. 65 hoành đế. 30 hoành thân 30. Cây này rất đẹp nha anh. Đi mấy cái co rất đẹp. Đó chiều cao. Chiều cao là 87. Cao 87. Tán nó là 60. Tán 60. Đang trái nè. Đang chiều. Cái này gom nha. Nó gom vô hết. Có giá là bao nhiêu? Cái tùng này có giá là 7 triệu nha. 7 triệu. Tiếp em. Tiếp là một cái xanh trái này nha. Mà xanh núi trái. Bộ chân đó của dưới nó 56. 56. Đo ngày thước. Eo nó là 18. 18. Đo chiều cao luôn. Chân rất đẹp nha. Cao là 67. Cao 67. Tán là 70. Tán 70. Đo chiều cong. Cong nó dài. Cong nó là 1m1. Nó khung như là 1m1 nè. Cái trái, tắt cái tứ đây nè. Bộ chân nó rất đẹp nha. Đây là trái. Khẩu số trái chín. Cái này nó có cũng cái lụa thép nha. Mới dè hết nha. Đây này, mới dè hết rồi.
Đây lũ thép lũ rừng đấy, không có ảnh hưởng gì đó, đây rất khê. Đẹp quý vị. Cái này cái giá là 9 triệu. 9 triệu. Tiếp anh. Tiếp là một cây sâm. Sâm lưỡng tính nha. À sâm núi, sâm lưỡng tính quý vị. Ủa chân đế dưới đó là 45. Hoành 45 ở dưới chân đế. Bộ đế nhìn khá là lực quý vị. Hoàn thân. Hoàn thân của nó là 14. Thân khoảng 14. Chiều cao là 69. Cao 69. Tính cái độ rớt của cái tăng độ nó là 75. 75. Đấy, rất đẹp nha, cái thiên nhiên nha. Ở đó nó là nó già. Nguyên nó không có bị gì hết. Cây rất là già. Còn đẹp cây. Cây sam lưỡng tính này mình cái giá là 6 triệu rưỡi nha. 6 triệu rưỡi. Cái sam núi lưỡng tính. Thị trường nó già hết rồi. Tiếp anh. Tiếp là một cây sam. Sam hoa nha. À sam núi mà sam hoa quý vị. Được bộ cốt đẹp mà cũng già. Bộ rỡ dưới này 48. Hoành 48. Có cái cành đổ này hay quý vị. Eo của nó là 33. 33. Hoành eo. Cũng khéo cốt. Chiều cao nó là 32. Cao 32. Tính từ mặt chậu. Tăng độ nó là 90. Độ ôm dài nha. Độ ôm khéo. Cái này cái chỗ này mình cũng xử lý rồi nha. Cái này là lũa thép nha. Đây này, bây giờ nó cũng ôm hết rồi. Có chút lũa thép bên trên thân. Thép trên thân này. Lá rất đẹp, lá nhỏ nha. Khéo cây quý vị. Cây bộ chân rất đẹp. Chân lực. Cái sam này mình cái giá là 8 triệu nha. 8 triệu. Đây nhà giá nhà vườn á. Tiếp đi anh. Một cây sam đổ. Là sam núi quý vị. Có bộ rễ nôm. Vườn nôm của nó là 43. 43. Nó là 15. 15. Cao nó 25. Cao 25. Tăng độ nó xuống là 70. Tán 70. Trái nha. Trái nè quý vị. Trái đang ra trái, trái giờ ra nhiều. Chỉ chích trái trên cây. Cây này giá là 3 triệu nha. 3 triệu. Để nôm cũng khá là đẹp. Tiếp anh. Tiếp là một giấy Mỹ. Giấy Mỹ quý vị. Cây này giờ bộ chân này rất đẹp. Cái chân khách dư chân dưới 50. 50. Đoàn nghệ cũ. Cái này nằm khó đoàn. 42. Hoành 42. Nghệ cũ rồi. Nghệ cũ to quý vị. Cái này đặc biệt, cái này rất đẹp nha anh em. Cái chân nó trái ra đây nè. Chữ trái nè, ở đây mới làm có một nước à. Cao nhiêu à? Chiều cao nó là 45. Cao 45. Tán của nó là 60. Tán 60. Cái hay lắm. Có cái cụ chỗ đó hay. Cái này có giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi.
cái bướm này hay cái bướm này. Cái bộ chân của nó rất đẹp, ra tới đây luôn nha anh. Trải bộ chân. Trải bộ chân này. Cái đây rất hay. Tiếp là bồ đề. Đây bồ đề đọt đỏ nha. Đọt đỏ. Đây đây là 67 bồ đề. Đế 67. Có cái tự dưới là nhà nè. Rất hay. Chiều cao 45. Cao 45. Tán 50. Tán 50. Nó khéo dè lắm. Cốt dè. Có tự. Cái tự dưới này. Đọt đỏ gì. Bộ chân nó này ra hay lên hết cái chậu luôn rồi. Cũng khéo cốt. Cái này mình có giá là 2.8 triệu nha. 2.8 triệu. Tác phẩm bộ đề. Tiếp là linh sam. Một cây linh sam. Lá nhỏ. Nhưng mà chi tán rồi cũng rất là ổn rồi quý vị. Chừng đế của nó là 50. Hoành 50. Hoành đế. Eo nó là 35. 35. Chiều cao là 36, 37. Cao 37. Một mét lê 5. Mét lê 5, bộ 8. Bộ 8. Và cái máu vừa hết bông nha, chuẩn bị nó nhóm bông rồi. Hai thân rất đẹp này nè. Nằm trong cái chậu đẹp luôn. Tàn quá ấm. Cái này mình cái giá là 4 triệu 7 nha. 4 triệu 7. Dành tạm miệng hết. Tiếp em. Tiếp là một cây tùng nha. Một cây tùng. Cũng rất là già. Bộ đế của nó là 48. Hoành 48, hoành đế. Quá nhỏ nè. Đang bánh đọt. Rất rất hay. Cao tầm nhiêu? Chiều cao là 56. Cao 56. Tán 58. Tán 58. Được màu đó này. Quái nó cuốn vô. Cái này cách cái này mới đẹp. Tùng này có giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu. Cái tùng trái. Tiếp anh. Tiếp là một cây đơn nó nhỏ nha. Tràng đỏ là nhỏ quý. Cái dàn chân của nó là 50. Hoành 50, hoành đế. Còn cốt. Thân, hoành thân quý. Thân ngay à. 28. 28. Không anh đo luôn kích thước chiều cao dưới tán luôn. Chiều cao là 35. Cao 35. Tán độ nó 90. Tán 90. Form rất là dày rồi quý vị. Độ là 86. Chị em mình xem cốt. Cốt này, coi bộ xương nó già, cưa lắm. Cưa ngoài xương này còn. Rồi dưới ra ngoài lên. Dàn xương cực kỳ. Rầm dày hả? Dạ. Xương nó vàng coi. Cái này có xử lý chỗ đây nha anh em. Chỗ đây trên này nha. Như mình xử lý vừa nó gom hết rồi nha. Cây rất khế nha. Đây nè, đoạn này nè. Như cái trên này chỗ đây. Xử lý nó ra hoàn hảo hết rồi. Giờ nó đang ra bông chơi mấy tháng vậy. Cái trang này cái giá là 10 triệu nha. 10 triệu. Tiếp anh. Tiếp là một cái sâm trái nha. Sâm trái khác nha. Sâm núi, sâm trái.
một chân ở dưới nó, một chân ở dưới nó là 62, hoành 62 ngay chỗ cái eo. Cái eo này là 21. 21. Cái này rất đẹp nha em. Cái trái đi cầm thiên nhiên. Thôi mình đo luôn cái chiều cao dưới tán luôn. Chiều cao là 67. Cao 67. Tán nó là 74. 79. Tán 79. Trái to quá. Đi con, đi con thiên nhiên. Có cái tự dưới nữa nha. Cây nuôi lâu. Cốt của đây. Mình anh xoay qua cái bên kia bộ trái. Anh chị em xem bộ trái nó to. Cái chùm xăm núi xăm khai thác. Cây xăm núi này mình có giá 10 triệu nha. 10 triệu. Cái xăm núi trái. Tiếp em. Tiếp là một cây me. Me này nó rất già nha anh em. Một tác phẩm một cây me rất là già quý vị. Dàn chân rửa nó dưới là 60. Hoành đế 60. Eo của này là 37. 37. Dạ. Yeah. Cao 75. Cao 75. Tán là 93. Tán 93. Cao dài lắm. Mỗi suốt lá đưa cho ra là nó ôm. Cái này ra trái làm nhau lên. Nó ôm được té từ hồi nhỏ này, té xương hồn. Cốt rất đẹp. Dạ yeah, cây lắm. Cái me này mình có giá là 6 triệu nha. 6 triệu. Tiếp em. Tiếp là một cặp chân sang trang. Cặp trăng sen quý vị. Chính đó nó là 24. Hoành 24. Chiều cao nó là 20. Cao 20. Tán nó là 26. Tán 26. Hai cây ngang nhau ra. Cái này đứa to hơn. Cái này có một đứa là 30. Hoành 30. Cao 22. Cao 22. Tán cũng 26. Cặp đấy cũng khá là đều quý vị. Có con to. Con đèn là hoa rực cây. Bao nhiêu anh? Bao nhiêu giá? Cặp này là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6, cặp trăng sen. Tiếp luôn. Tiếp là 3 cây trăng sen nha. Đây là nuôi cây bài cho nha anh em. Cái bộ chân nó gơ lắm. Nó 20, 16. Hoành 26 cái gì? Đây 30. Hoành 30. Đây 30 luôn. Hoành 30, khá là to. Cao là 22 hết. Cao tầm 22. Cái đây 20. Còn hai cái đây 22. 20 cái đây lùng lực mà. Cái này đẹp lắm nha anh em. Ba cái trăng sen đang nhóm bông nha. Bộ ba, ba cây. Ba cái trăng sen này là 4 triệu. 4 triệu. Tiếp luôn rồi. Tiếp là hai cây xăm trái, một cây xăm bông nha. Trái mini. Mini. Cái này mini rất đẹp nè. Cái này có cái bộ chân rửa nó rất đẹp. Hai cây trái, một cây bông. Cây bông. Tổng thừa chiều cao nó là 18. Cao 18. Cây này cũng 20. Cao 20. Cây này là 26. Cao 26.
bộ ba cây mini bỏ bàn quý vị. Ba đây, ba cây này có giá là 2 triệu nha. 2 triệu. Ba cây luôn. Cây đẹp nha, cây tàng bỏ bàn chơi hết nha, biển. Cây chè nha. Một cái cốt chè. Cốt chè rất đẹp luôn nha. Nó là 90. Hoàn 90. Bộ đỡ của nó là sắc đây luôn nha. Ở đây mình bê lên khúc này. Đây mình mới làm một nước. Chiều cao của nó 50. Cao 50. 50. Cái rất đẹp. Tàng đây là 65. Tàng, tàng cốt khoảng 65. Đây mới có đi làm một nước nha. Một cây chè. Cái bộ chân ở dưới đẹp lắm. Xuống tới đây nè. Đổ bông nha, đang xịt bông, mấy chỗ xịt bông. Có cùng khéo khéo gì. Phú quay bên kia nó kẹt với cục đen. Có viên đá núi. Bao nhiêu tiền? Cái chè giá 8 triệu nha. 8 triệu. Tiếp anh. Tiếp một cây hải châu nữa. Hải châu quý vị. Bộ chân nó đang là 72. Hoành đế 72. Đấy, 39. Thân 39. Chiều cao. Chiều cao là 95. Cao 95. Tán ngang là 90. Tán 90. Cái này nó gồm hay lắm nha anh em. Có một cái lũa thiên nhiên. Bộ chân đó. Ở đây này nó có cái hòn nó kẹp đá nè. Đấy, nó kẹp té không cũng có lũi hết á, gom hết này, nó ôm gió này, nằm cái vách đá quý vị. Cái trái nó rất đẹp nha, nhưng mà trái đẹp, cái lá nhỏ luôn, cái riêng luôn. Cái này mình có giá là 10 triệu nha. 10 triệu chi tán rồi cũng khá là ổn quý vị. Thời lượng giờ nó cũng dài, xin hẹn lại anh em cái dịp sau. Rồi, xin chào. Rồi, chào anh. Rồi, chương trình giao lưu cây bonsai của tại vườn của anh Nhân. Thành phố xin phép để kết thúc cuốn video. Hẹn lại quý vị cùng anh chị em những cuốn video tiếp theo. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có yêu mến tác phẩm nào thì hãy liên hệ với Nhân để tham khảo và giao lưu. Rồi, quý vị cùng anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.